Đây là cái cục sạc mới của Rewar mã ADCB1102, con này là output là 2A. Cục này nếu anh em mua lẻ thì giá nó cũng hơn 600 ngàn rồi anh em ha. Nhưng bây giờ mình chỉ cho anh em cách để anh em có được mỗi cục sạc Rewar chất lượng output 4A luôn mà anh em không tốn đồng nào hết. Đó là anh em mua cái chương trình khuyến mãi của Kyocera đi. Vì lúc đó anh em sẽ nhận được cái cục sạc 4A như thế này. Sạc của Kyocera chất lượng nha anh em. Cục sạc cầm vô thấy nặng trịch luôn. Nặng hơn cái cục bọc 1 năm của Rewar nữa. Bảo hành cho mình chính hãng 1 năm output 4A. Và còn tặng kèm cho mình thêm một cái cục pin 1.5A. Cục này anh em mua lẻ của Rewar á, cục 1.3 nó đã 625 ngàn rồi. Cục sạc mà 115 hay là 1104 thì nó cũng 700 hơn. Thì tính ra hơn 1 triệu đúng không? Trong khi anh em chỉ cần mua một cái bộ máy bắn dít như thế này. Đó, con này 1.950.000 thì đã bao gồm một máy, một pin, một sạc, coi như là cái này mình được miễn phí đó nè. Quá rẻ luôn ha. Chốt đơn.